Gần đây có một vị họ Trương, nhà trụ tại thôn Hồ Khẩu, huyện Trân Túc, đã viết thư tới, kể rất nhiều câu chuyện nhân quả do chính ông đích thân chứng kiến hoặc nghe thuật lại. Ông khẳng định những chuyện này hoàn toàn có thực, là người thực, việc thực, có bằng chứng hẳn hoi, xin công bố ra để thế nhân cùng cảnh giác. Hy vọng thông qua đây mọi người sẽ học được nhiều điều hay, càng tin sâu nhân quả để không làm các điều ác, vâng làm các điều lành. Nhờ đó mà phong khí xã hội được cải thiện. Xin kể ra từng chuyện theo thứ tự như sau. Câu chuyện thứ nhất, ác báo của tôi. Trước khi tôi biết đến Phật Pháp, tính đức tàn nhẫn đối với loài vật không có lòng từ bi, không biết thương xót hay cảm thông gì. Hơn 20 năm trước, cả nhà tôi công tác tại xưởng giày, có ông giáo X dạy về kỹ thuật rất ưa ăn thịt chó. Lần nọ ông X ra ngoài mua về một con chó, ngỏ ý muốn tôi đem nó đi giết. Lúc đó tôi không chút do dự, dùng chùy sắt đập mạnh vào đầu nó. Con chó kêu rú thảm thiết, tôi vẫn không chút động tâm, tiếp tục nện tới tấp, cho đến khi đầu dở máu tuôn, chó hết dãy dùa tôi mới dừng tay. Còn nữa, nếu như tình cờ gặp con rắn nào thì tôi nghĩ đủ trăm phương nghìn kế để bắt cho bằng được, rồi dùng đá đập nát đầu rắn. Trước khi chết, con rắn không ngừng dãy dùa, lăn lộn thống khổ. Tôi cứ tỉnh bơ nhìn như không thấy gì, lòng chẳng có chút xót thương, chẳng chút áy náy vì hành động bất nhân tàn độc của mình. Sau này tôi liên tiếp vướng nhiều chứng bệnh khổ. 7 năm trước tôi công tác tại đội làm đường nọ, thì một chiếc xe đang thi công đột ngột thoái lui, tôi không đề phòng nên bị tông đến chấn thương não, phải nhập viện điều trị, rất lâu mới hồi phục. Sau đó chứng đau bao tử bộc phát, tôi đi khắp các bệnh viện lớn nhỏ chữa trị, uống đủ thuốc đông lẫn tây nhưng vô hiệu. Cuối cùng bất đắc dĩ tôi phải áp dụng thêm một số toa thuốc dân gian chỉ bày. Do phương thuốc này cần thịt nhiều loại chúng sinh như chó, mèo, tắm, rùa, rết, gà, vịt, vân vân, phối hợp để chưng, nấu, hầm, nướng mới có tác dụng. Kết quả tôi hại chết thêm nhiều sinh linh nữa. Nhưng trải qua trường kỳ dùng đủ thứ thuốc, bệnh tôi không những chẳng giảm mà ngày càng nặng thêm. Sau đó tôi đi các bệnh viện lớn khám, bác sĩ nói nếu không bổ ngay thì khó cứu được mạng, vì vậy phải phẫu thuật. Bao tử tôi bị cắt bỏ hơn 2/3, ruột cũng bị cắt bớt một khúc, đủ thấy tình huống lúc đó cực kỳ nghiêm trọng. Năm ngoái lúc tôi làm việc tại công xưởng, sơ ý bị máy dập làm ngón tay bị thương nát bấy, chảy máu không ngừng, tao thối tim gan, tôi kêu la thảm thiết, suýt nữa là ngất đi. Khi nhìn thấy tay nát máu chảy, ngón tay rung lẩy bẩy không kìm được, bất giác tôi nhớ lại hồi xưa mình từng đập rắn giết chó, máu nhuộm đỏ khoảng sân. Nhân đấy bắt đầu tự hỏi, tôi suốt mười mấy năm nay không ngừng bị các bệnh quái ác hành hạ, còn gặp đủ tai nạn thương tật, vậy có phải đều là quả báo do ngày xưa sát sinh hay chăng? Câu chuyện thứ hai, Trần lão gia. Tôi có một nữ đồng nghiệp họ Trần. Trong lúc họp mặt, vị tiểu thư này kể cha cô là Trần lão gia, có một sở thích đặc biệt là rất ưa ăn mắt cá. Mỗi khi dùng bữa, nếu trên bàn có cá thì luôn móc mắt nó ăn, khen rằng nó ngon. Ông còn dặn người nhà phải mua nhiều cá, nhất là cá phải còn sống thì ăn mới khoái khẩu. Sau này phụ thân cô bỗng dưng bị viêm một con mắt, bệnh phát và chuyển nặng nghiêm trọng, nhiều bác sĩ danh tiếng đều bó tay không chữa được. Sau đó mắt của ba cô mù hẳn, bác sĩ bèn lấy nó ra thay vào một nhãn cầu giả. Năm sau con mắt còn lại của ba cô cũng bị bệnh, không bao lâu thì mất thị lực, hiện giờ ông phải sống qua chuỗi ngày không nhìn thấy ánh sáng. Câu chuyện thứ ba, ác báo của anh em họ Trần. Tôi có một bạn học họ Trần, anh là quân nhân, mỗi lần nghỉ phép về nhà, anh và em trai thường đi câu cá, lên núi săn bắt các động vật hoặc bắn chim, xem đây là thú tiêu khiển. Sau này nhà anh liên tục phát sinh rủi ro, đầu tiên là em trai của anh, trong lúc xây dựng công trình, sơ ý bị té từ giàn giáo lầu 2 xuống, vì là nơi xây dựng nên phía dưới sắt thép nằm bừa bãi ngổn ngang. Em trai anh bị sắt đâm thủng bụng, làm ruột bị thương nặng, không lâu thì tử vong. Tiếp đến là bản thân anh Trần, bệnh hoạn hành thê thảm, đau đớn thống thiết. Chưa hết, chỉ vì chút việc vặt mà cãi gây cùng vợ một trận dữ dội đến phải ly hôn. Một gia đình trước đây hạnh phúc mỹ mãn giờ thành ly tán, khiến người không khỏi thở dài. Câu chuyện thứ tư, anh bạn xà thủ. Nơi chỗ làm của tôi có một đồng nghiệp rất ưa dùng ná bắn chim, tài xà thủ vô cùng chuẩn xác, hầu như trăm phát trăm trúng, hãy bắn ra là trúng ngay chỗ hiểm, làm chim bị thương nơi phần đầu. Anh mà ra tay là không con nào thoát khỏi. Mấy năm nay, đối với tài nghệ này của anh, mọi người đều hâm mộ, không tiếc lời trầm trồ ngợi khen. Năm ngoái, trong lúc đơn vị tôi tu sửa công trình, thì cần cẩu trên xe bất ngờ bị đứt và rớt từ trên cao xuống, nện thẳng vào đầu một nhân viên phía trước, lực đập nặng nề của móc sắt khiến đầu nạn nhân bị nát như dưa hấu bị bổ, óc bắn tứ tung, máu chảy đầy đất. Ai chứng kiến cũng kinh tâm, không dám nhìn. Hóa ra, người bị nạn chính là anh bạn đồng nghiệp có tài xà thủ nọ. Câu chuyện thứ năm, khi quan gia báo. Tôi có một vị trưởng bối rất ưa ăn thịt, thích nhất là giò heo, cánh và chân gà. Không những ngày ăn ba bữa liên tục,
mà mỗi khi đối ẩm thưởng thức cùng năm ba bàn nhậu phải luôn có các món trên. Có thể nói là ông ưa ăn thịt cực kỳ, không biết chán. Đến lúc tuổi già, vị trưởng bối này do quá thừa acid uric nên tay chân biến dạng cong queo. Hơn nữa, trên mặt có nhiều vết lở loét đáng sợ. Vài chỗ trên da còn phát sinh hiện tượng nát rữa. Dù ông đi khắp nơi cầu trị nhưng không chữa được. Lần nọ ông sơ ý bị té gãy xương đùi. Ông đau đớn trên đỉ suốt mấy ngày rồi tạ thế. Theo lời người nhà kể, vài ngày trước khi lâm chung, ông thường run rẩy kêu thét hoảng sợ. Có người tới muốn bắt tôi đi, có người muốn bắt tôi đi, họ đòi làm bạn với tôi. Khiến ai nghe cũng nổi óc. Câu chuyện thứ 6, cẩn thận khi thề thuốc. Ở quê tôi, các bô lão thường kể cho đám thanh niên trẻ chúng tôi nghe một câu chuyện để cảnh giác. 30 năm trước, Đài Loan có một số người nghèo khổ, mưu sinh bằng cách chở hàng đi bán dạo. Lần nọ, anh bán giải chở hàng vào thôn, các phụ nữ bu xem. Họ cầm giải truyền tay nhau cùng xem rồi luân phiên bình phẩm. Nhưng không ai mua. Người bán thấy vậy bèn thu giải về. Nhưng khi kiểm hàng, anh phát hiện bị mất một xấp giải. Lúc này, ai cũng nói mình không có lấy. Trong đó, có một người phụ nữ không những hung hăng xác định mình không lấy mà còn thề độc như sau. Tôi mà có lấy vải như mấy người nói thì sẽ bị xe tông chết. Sau đó chị ta đến Kim Môn. Ngày nọ chị đang ngồi trong nhà thì một chiếc xe tải bị đứt thắng đâm thẳng vào nhà và tông chết chị. Khi tin này truyền ra, mọi người ai cũng bàn tán xôn xao, cho đây là nhân quả báo ứng đáng sợ vô cùng. Chuyện kể của cảnh sát pháp y. Tôi là một cảnh sát y khoa tư pháp, người ta thường gọi là pháp y. Tôi cung cấp tư liệu giám định y học cho hai pháp viện và bốn chi nhánh công an tư pháp. Nói đơn giản một chút, nếu ở đâu xảy ra án mạng thì chở xác đến chỗ chúng tôi để chúng tôi nghiệm thay kiểm tra, tìm ra nguyên nhân tử vong rồi ghi lại báo cáo đầy đủ giao cho pháp viện hay là cục công an. Con người có sinh ắt có tử, nhưng nguyên nhân chết có đủ dạng đủ kiểu, khó mà tưởng tượng nổi. Khi chúng tôi lập biên bản báo cáo, hành sự rất nghiêm túc kỹ lưỡng, phải phân tích nguyên nhân chết, nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết, nguyên nhân phụ, tổng kết nguyên nhân tử vong. Sở dĩ tôi giải thích nhiều về thuật ngữ chuyên môn là muốn nói xã hội chúng ta đối với cái chết luôn có giải thích đúng đắn hợp pháp. Thí dụ như có một ông già hơn 70 tuổi bị xe điện tông té, đập đầu vào cột xi măng bên đường rồi chết. Kiểm tra thấy phần đầu tổn thương, xương sọ bị dở dẫn đến tử vong. Trong đây, đầu bị thương là nhân căn bản, sọ bị ảnh hưởng là nhân trực tiếp, hệ thống miễn dịch rối loạn là nhân phụ. Nhưng giải thích như thế thực sự đã cung ứng đáp án đủ cho vấn đề trọng đại vì sao người ta chết hay chưa. Tôi làm ở viện pháp y 26 năm, đối với hiện tượng này luôn cảm thấy hoang mang khó hiểu. Bởi cũng đồng bị thương như thế mà có người chết, có người sống. Nghĩa là có người bị thương rất nhẹ lại chết, còn người bị thương trầm trọng khiến ai cũng tưởng tiêu đời lại phát sinh kỳ tích sống được. Sau này khi tôi tiếp xúc với Phật Pháp, tôi được chút hiểu biết về đạo rồi, thì đối với các vấn đề này đều có thể lý giải. Tử vong là một phần trong thế giới này, là điểm kết thúc của đời sống. Nếu như nhìn từ góc độ này, chúng ta có thể hiểu rõ chân tướng của tử vong. Những năm gần đây, tôi đối với các vụ án mình thụ lý thường để tâm điều nghiên thấu đáo và ghi lại tỉ mỉ. Càng tìm hiểu càng thấy rõ cái chết không hề phát sinh ngẫu nhiên, mà nó chứng minh hùng hồn xác thực về lý nhân quả. Tôi thường gặp quyến thuộc người chết nhìn tôi đau khổ khóc kể. Vì sao y lương thiện như thế mà lại lìa đời quá sớm? Vì sao ông kia làm nhiều việc xấu ác mà hưởng thọ lâu? Vì sao một người suốt đời cẩn thận hay lại gặp tai bay vạ gió? Vì sao người đi đường đánh đoạn sơ ý dù có bị xe tông lại chẳng hề hấn gì? Tôi nghĩ sở dĩ có những quán trách này đều là do họ chẳng minh bạch nhân quả. Trước tiên xin kể vụ án làm cho tôi nhức óc, ưu tư khốn đốn. Chính vụ án này đã đẩy tôi đến với Phật môn. Tuy án không phức tạp nhưng do thời gian điều tra kéo dài nên tôi tương đối nhập tâm. Câu chuyện thứ nhất, cặp vợ chồng chết thảm. Năm 2002, một chàng trai 28 tuổi nửa khuya ra tay giết chết hai đấng sinh thành hơn 60 tuổi của mình. Cặp vợ chồng già này đang say ngủ thì bị con trói gô lại trên giường. Sau đó, khi cắt cổ họ, máu văng tay dính tường, rơi vương vãi. Hung thủ ngay đêm đó đã chạy trốn, rồi bị bắt tại một khu phố nhỏ ở miền Nam. Hung thủ đã kết hôn, có một con trai. Ngay đêm xảy ra vụ án, cô vợ do hôm trước nổ ra tranh cãi nên giận dỗi bồng con về nhà ba mẹ đẻ. Nhờ vậy mà tránh được ác mộng thảm sát. Xem bề ngoài thì đây là vụ án rõ ràng, có chứng cứ vô cùng xác thực. Viện kiểm sát đã lấy khẩu cung, toàn bộ chứng cứ hoàn chỉnh, có đủ vật chứng, nhân chứng. Tất nhiên phải nghiêm trừng, mau chóng phán quyết. Lần xét xử đầu, án tử hình lập tức được phán ra. Nhưng luật sư biện hộ nói phạm nhân bị thần kinh nghiêm trọng và yêu cầu tiến hành giám định thần kinh để xét xử sau. Thời gian điều tra kéo dài do kết quả chưa rõ, vì vậy mà án cứ kéo dây dưa, cuối cùng phải quản án tử hình lại để 2 năm sau chấp hành.
Luật sư của hung thủ lại khiếu nại tiếp nữa, nhưng bị bác bỏ. Xem như tới trung thẩm thì phán quyết xong, án này kết thúc. Kể thì nghe nhanh gọn vậy chứ thực tế tính ra án này kéo dài tổng cộng 4 năm. Tôi phải nhọc nhằn điều tra tỉ mỉ, lấy chứng cứ đến 7-8 lần, hồ sơ tư liệu tích lũy dày cộm. Hung thủ là con trai duy nhất trong gia đình, từ nhỏ được cưng chiều, tính tình cực kỳ hung dữ. Hung thủ kết hôn xong vẫn ở chung với cha mẹ, thường hay gây cãi luôn. Mấy ngày trước khi xảy ra án, cha mẹ cùng vợ hung thủ đã nổ ra xung đột tranh chấp. Sau đó hung thủ đòi cha mẹ cho tiền mua nhà, nhưng cha mẹ nói tạm thời không có tiền và chê trách con trai là hạng bất tài vô dụng, không lo làm việc, khiến họ mất mặt với láng giềng. Điều này đã khơi gợi ác niệm giết người nơi hung thủ. Thế nhưng, nhiều đây có đủ để giải thích cho động cơ giết người của hung thủ chăng? Trên thế giới này, những đứa con được cưng chiều biến thành ngỗ nghịch, nảy sinh tranh chấp cùng gia đình liệu có bao nhiêu? Vì sao hung thủ cứ khăng khăng muốn giết cha mẹ mình như thế? Trong hồ sơ, tôi phát hiện một đoạn khẩu cung cực kỳ kinh tâm. Hung thủ thành thực khai báo như vậy: "Tôi muốn giết họ từ lâu rồi, vì họ rất vô dụng. Bảo cho tôi tiền mua nhà mà họ cũng không chịu, thế thì giết quách để làm chi? Tôi thảo kế hoạch từ mấy tháng trước lận, vì họ là cha mẹ nên tôi cũng không muốn để họ chết quá đau đớn. Đầu tiên tôi nghĩ mình nên cho họ uống thuốc rầy, nhưng đi mới nửa đường, chưa ra tới tiệm thì tôi quay về, vì nghĩ thuốc rầy sẽ thiêu đốt ruột gan. Sau đó tôi hoạch định sẽ chở họ đến hồ nước chơi rồi dìm chết họ, nhưng tôi lại không thực hiện. Cuối cùng bị tới suy lui, tôi thấy chỉ còn cách cắt cổ là hay nhất, không quá đau đớn lại mau chết." Khi tôi đọc xong đoạn khẩu cung này rồi thì kinh hãi đến lạnh xương sống. Giết cha mẹ mà hắn bày tỏ điềm nhiên như thể giết gà vịt. Điều tra tỉ mỉ xong, tôi càng hết hồn khi phát hiện thêm tình tiết này. Cặp vợ chồng nạn nhân có mở một lò giết gà. Họ làm ăn buôn bán trên thị trường rất phát. Lúc tôi ra chợ điều tra, do chủ hàng gà bị giết, người ta cho là cửa hàng này bị xui, làm ăn không may nên ai cũng bỏ đi không thèm thuê. Căn cứ theo lời những người ở cạnh bên thuật lại thì hai vợ chồng nạn nhân khi hành nghề thường đem gà sống trói lại hết, treo lên dây thép. Sau đó họ kẹp chặt đầu gà, dùng dao cắt cổ nó. Máu gà cũng không bỏ phí, bán rất được tiền. Suốt đời họ nhờ sống bằng nghề này mà trở nên giàu có. Nghe nói kỹ thuật cắt cổ gà là do tổ tiên họ truyền lại. Sở dĩ tôi nhớ kỹ việc này vì đây là vụ án khiến tôi bắt đầu có niềm tin đối với tôn giáo. Lúc mọi phân tích có được giải thích hợp lý, tôi càng tin sâu luật nhân quả và khắc cốt ghi tâm khi hiểu rõ nguyên nhân. Tối đó hầu như suốt đêm tôi không ngủ, do người chết cả đời hành nghề cắt cổ gà nổi tiếng sát sinh có kỹ thuật. Bởi họ cắt cổ vật như thế nên mới chịu ách nạn bị đứa con trai duy nhất của mình cắt cổ lại. Báo ứng này không khiến chúng ta kinh tâm động phách hay sao? Lời người dịch. Dịch tới đây, tôi sực nhớ tới câu chuyện kể của một pháp nữ quê ở Hà Nội. Gần nhà cô có một đôi vợ chồng nọ, truyền sống bằng nghề mổ heo bán thịt, kinh tế rất khá. Họ có đứa con trai độc nhất khoảng 15 tuổi, tính rất hiền. Hôm nọ, thằng bé đi học về, bỗng nó ra tay giết chết song thân và xẻo thịt họ ném lung tung trên nền nhà. Sau đó, nó bỏ đi lên lầu ngủ. Khi công an đến bắt, thằng bé vẫn còn ngái ngủ. Mọi người đều kinh hoàng vì cảnh thảm sát này và không sao giải thích được nguyên do. Xin để quý vị suy ngẫm. Giờ thì mời quý vị xem tiếp câu chuyện khác của viên cảnh sát pháp y. Câu chuyện thứ hai, kết cục bi thảm của giám đốc Triệu. Chúng ta thường quan niệm chết là xấu, là đáng sợ. Nhưng có trường hợp không được chết mới càng khốn khổ thống thiết, là hình phạt nặng nề còn hơn cả cái chết. Đây là một vấn đề hóc búa phát sinh nơi công ty khai thác khoáng sản mà chủ nhân là ông Triệu, người sáng lập ra công ty khai thác than đá tại một tiểu trấn nọ. Công ty không có bảo hiểm an toàn lao động gì, tất cả đều do tư nhân giao du mật thiết với các nhân vật quyền thế mà duy trì kinh doanh. Tất nhiên, ông Triệu có ô dù che chở rất mạnh, nên sau khi xảy ra tai nạn tại hầm mỏ rồi thì địa phương cũng khó điều tra thuận lợi. Vì vậy, họ đành giao cho chúng tôi thụ lý vụ án nơi miền diễn xứ này. Việc mỏ than nổ sập xông hơi độc làm một người chết và hai người bị thương. Thông thường thì các tai nạn xảy ra đều được dàn xếp ổn thỏa theo quy luật ngầm. Chỉ cần người chủ khéo léo xuất tiền bồi thường cho quyến thuộc của công nhân là có thể cho qua. Nhưng xui là, đúng vào lúc đó toàn quốc lại có lệnh đại kiểm tra, buộc phải thi hành nghiêm ngặt. Do vậy mà chủ công ty bị bắt. Lúc tôi và một trinh sát viên khác đi tìm ông Triệu để lấy chứng cứ, thì nhân viên canh gác bảo tôi: "Ông Triệu do bị tiểu đường nên được đưa vào bệnh viện rồi." Tôi vội chạy đến y viện Bộ Tư pháp để gặp ông Triệu. Thấy ông khoảng hơn 50 tuổi, dốc dáng khôi ngô, âm thanh hào sảng, tính cách thập phần cứng cỏi mạnh mẽ, ngó bộ không dễ dàng hợp tác. Ông ngồi trên giường, tỏ vẻ thờ ơ đối với những vấn đề tôi nêu ra, bộ điệu lạnh nhạt chẳng thèm quan tâm đến. Mãi tới khi tôi sắp đi, ông thẳng thừng tuyên bố: "Vừa tới một tháng là có người bảo lãnh tôi ra khỏi đây rồi." Ông nói không sai, do ban điều tra bị nhiều nguyên nhân cản trở nên công việc tiến hành không thuận lợi.
Cuối cùng án được giải quyết theo kiểu cho ông tại ngoại, chỉ giám sát nơi cư trú thôi. Nhưng chính ngay đêm ông đang vui mừng hớn hở, muốn tức khắc hồi phục nhân thân tự do, thì bệnh tiểu đường và chứng mật kết sỏi bỗng phát tác nghiêm trọng. Mặc dù bộ tư pháp lẫn y viện chẳng hề có ý muốn lưu ông, nhưng chính bệnh tật đã níu kéo và buộc ông phải lưu lại. Từ đó trở đi, ông Kiều không còn rời bệnh viện được nữa. Qua hơn 4 tháng, vụ án này cuối cùng cũng được phán quyết. Ông Kiều bị phạt tù 6 năm. Nhưng ông cũng không thể vào nhà giam, bởi sức khỏe càng lúc càng suy, nên hình phạt chỉ có nước chấp hành tại y viện công an mà thôi. Vì lý do công việc, tôi luôn phải đến y viện công an tác nghiệp, nên thường gặp ông Kiều. Nhờ có tiền, ông vẫn được ngủ trong phòng đơn sạch sẽ, nhưng cửa sổ có lan can sắt bao ngoài. Mỗi lần gặp mặt, mắt ông mở rất to như chất chứa nhiều tâm sự. Có lần ông hỏi tôi: "Anh tin nhân quả không?" Tôi đáp: "Đương nhiên là có, vì tôi là tín đồ Phật giáo mà." Ông bỗng thở dài, không nói gì thêm. Được một dạo, bệnh ông trở nặng, phải chuyển viện. Giám ngục lo làm thủ tục cho ông ra ngoài. Rất kỳ lạ là không những giám ngục lẫn y viện chẳng muốn lưu ông, mà ngay cả Diêm Dương cũng chê, chẳng chịu thu nạp ông. Lúc tôi gặp lại thì ông đã nằm trên giường bệnh gần 8 tháng. Ông cao 1m8, nhưng thể trọng đã nhanh chóng sụt ký dùng dục. Chúng tôi từng gặp mặt trò chuyện, ông đối với tôi càng lúc càng tin tưởng, có lúc còn gửi gắm nhờ tôi làm một số việc. Tôi tuy xuất thân từ ngành y, nhưng chưa thấy ai gầy dữ như ông. Hai mắt hõm sâu vào trong hốc, xương má gồ lên, môi tái nhợt, xương sườn nhô cả ra, nhìn rõ từng chiếc. Lúc ông hít thở, xương nhô lên hạ xuống, nhìn có cảm giác như chỉ cần bị da chạm nhẹ là gãy ngay. Chân và tay ông càng khiến người ta không dám nhìn. Ốm tông teo, không còn chút thịt. Do mật kết sạn nên ông phải mổ. Vì chứng bệnh tiểu đường nên vết thương cứ dây dưa mãi chẳng lành, còn bị nhiễm trùng, lở loét lây lan ra chung quanh. Nhìn hình dạng ông giống như cái đầu lâu gắn trên bộ xương, đủ để người ta sợ đến tối ngủ còn thấy ác mộng. Tôi điều tra quá trình bệnh của ông, thấy theo lẽ thường, những người bệnh như ông tạng khí suy kiệt, tim cũng chẳng còn sức để duy trì mạch đập là khó sống nổi. Vậy mà ông cứ sống thật dai trong thống khổ, bị hành đau cực cùng mà vẫn không chết. Mặc dù ông thường bày tỏ với tôi, hiện giờ chỉ ước duy nhất một điều là được chết. Nếu mà ông chết được thì xem như rất hạnh phúc. Nhưng phần thưởng này trời cũng hà tiện, không hào phóng tặng cho ông, để ông sống mà mỗi giây mỗi phút đều bị dày dò thống khổ cực độ. Có lần thèm chết quá, ông bỏ ăn uống, nhịn đói suốt mười mấy ngày, thân tâm suy đến cùng tận. Bác sĩ cho rằng ông chắc chắn phải chết không nghi, nhưng ông vẫn cứ sống, không thể nào chết được. Bẵng đi một thời gian dài, tôi bận công tác bù đầu nên không đến gặp ông. Thế là một hôm ông nhờ hộ lý gọi điện mời tôi tới. Tối hôm đó, ông thu hết sức tàn, kể cho tôi nghe câu chuyện bí mật của mình bằng âm thanh yếu ớt. Hơn 2 năm trước, lúc tôi vừa bắt đầu khai thác quặng mỏ, do không đủ tiền nên phải nhờ người đi tới ga xe lửa, gạt những kẻ sống lang thang khờ khạo không rành luật pháp, thuê họ xuống hầm làm việc cho tôi. Nhờ vậy tôi không phải trả lương gì, chỉ cần thuê mấy tên bảo vệ trong chừng đám nhân công này là đủ. Khi mà họ tích lũy cho tôi thùng vàng đầu tiên rồi, để che giấu sự thật, tôi cho lấp giếng thang đó lại, bỏ mặc đám nhân công bị nhốt đuối mệt đói khát trong cảnh tối tăm. Cuối cùng bọn họ đều chết ngạt. Việc ông kể về sau được chứng thực. Khi công an đến chỗ đó khai quật, đã mang lên được 20 mấy bộ xương. Tiếp đến, ông Triệu nằm ở y viện gần nửa năm. 6 tháng này, cơ hồ mỗi phút mỗi giây ông đều trải qua nguy ách cực điểm. Nhưng bất kể xác thân bị hành hạ dày dò đau đớn thế nào, ông vẫn không chết. Toàn bộ gia sản ông đều đổ hết vào phía y viện. Người nhà cuối cùng cũng chẳng thèm đến thăm ông nữa. Mặc dù nguy ách cao độ, ngày đêm ông đau đớn kêu rên không ngừng, âm thanh nghe xé lòng. Do hệ miễn dịch thiếu nghiêm trọng, vết thương trên thân chỗ nào cũng không lành, thấy đều bị nhiễm trùng, lở loét nát rữa. Đến cuối cùng, trên mình ông không còn tìm ra chỗ nào lành lặn, toàn thân lở loét lầy lùa. Sau đó tôi không gặp lại ông. Nghe những y tá chăm sóc ông kể, sau khi ông chết rồi, lúc họ dùng tấm ráp bọc thay ông chuyển đi, thì xương cốt gãy dùng, da thịt bị nát rữa ung mủ, hóa thành một đống bầy nhầy. Trước khi bỏ thay ông vào nhà xác, thì hầu như nó đã biến thành đống xương thịt mục rữa. Chuyện kế tiếp là một vụ án hết sức ly kỳ, phát sinh vào mùa đông năm ngoái. Câu chuyện thứ ba, người có miệng lưỡi độc. Nửa đêm, tôi nhận được lệnh cấp trên là phải tức tốc tới hiện trường làm việc ngay. Số là nơi ngoại thành có một cây cầu lớn, nghe dân chúng báo cáo có người treo cổ chết nơi cầu này. Lúc chúng tôi đến hiện trường, thấy kẻ tự sát là phụ nữ. Qua khám nghiệm, có thể thấy quyết tâm tự sát của đương sự rất cao, sợi dây thắt chặt tới nỗi xương cổ bị gãy. Điều tra về thân nhân lý lịch,
thì biết người chết cư trú gần đây. Chuyện chưa phải là hết, vì còn một cảnh tượng đáng sợ đang chờ chúng tôi. Khi tới nhà đương sự, chúng tôi giật mình vì nhìn thấy thi thể trần truồng của đứa bé chưa đầy một tuổi trên giường. Lúc cảnh sát ập đến, cha đứa nhỏ vẫn chưa biết vợ mình đã tự sát. Anh còn khóc lóc trên rỉ, hướng cảnh sát trách vợ sùm và kể hết mọi việc. Thế ra sự tình không có gì phức tạp. Ông chồng ra ngoài nhậu nhẹt cùng đám bạn, cô vợ ở nhà một mình chăm con. Sau khi ông chồng quay về, cô vợ khóc lóc gây ầm lên, cứ nhất quyết khẳng định là ông ra ngoài ngoại tình, hẹn hò gian díu với cô X. Ông chồng nghe xong, nổi tức điên lên, liền bỏ đi ra khỏi nhà, tìm bạn nhậu tiếp. Cô vợ ở nhà càng nghĩ càng phẫn nộ, liền gửi cho chồng một tối hậu thư, đại ý như sau: anh hãy về nhà mà trông con, tôi không thể chăm sóc nó được nữa. Nhưng ông chồng đang nhậu say bí tỉ, đâu có tâm trạng mà dòm ngó tới tin nhắn trong điện thoại. Mãi tới khi ông về, thì phát hiện thằng bé con đã chòi đạp khiến mình rớt ra và bị chết cống. Các nhà ở thôn quê vào mùa đông không có lò sưởi nên rất lạnh. Ông chồng đáng thương vẫn chưa biết vợ mình đã tự sát, một mực hướng công an căm phận trách móc, nói là lỗi tại vợ mình nên thằng bé mới chết cống. Cho đến khi nghe cảnh sát báo hung tin vợ anh đã treo cổ chết rồi, thì ông chồng không nói được lời nào, ngã lăn ra ngất xỉu. Bởi chút gây cãi dùng vặt mà dẫn đến mất hai mạng người, hạnh phúc gia đình vì đây tan nát. Chúng tôi chỉ biết thở dài. Qua khám nghiệm kỹ càng, án được chứng thực là tự sát, nên vụ việc nhanh chóng kết thúc. Nhưng trong quá trình điều tra, chúng tôi phát hiện thêm chi tiết nữa. Chính lão Lưu, chủ tiệm sửa xe trong thôn, mới là nguyên nhân gây ra thảm sát này. Qua phỏng vấn hỏi thăm, chúng tôi được biết ông Lưu tuổi hơn 50, đã ly hôn nhiều năm, hiện đang sống một mình. Bình thường tính ông ưa đặt chuyện theo dệt, nói thị phi, không có chuyên cớ gì cũng dựng thành to chuyện được. Chính ông đã đâm thọc, đặt điều và nói với cô vợ là chồng cô đang ngoại tình. Hơn nữa, ông còn thêm thắt, miêu tả tỉ mỉ ly kỳ giống như là có thật hẳn hoi. Khi chúng tôi hỏi về chuyện ngoại tình của người chồng mà ông treo rao, mới biết đây chỉ là tin dịch mà thôi. Rất nhiều cư dân trong thôn phản ảnh, tố cáo, nói là ông Lưu rất ưa theo dịch, đặt chuyện thị phi, đã có nhiều gia đình vì tin lời của ông mà xảy ra bất hòa, phu thê trở mặt, phụ tử ác cảm, thậm chí dẫn tới đánh lộn gây cãi. Mỗi khi ông Lưu biết được vì mình mà thiên hạ xào xáo, thì tỏ ra rất hớn hở khoái chí. Ông đang ngồi ở quán nhậu với vẻ dương dương tự đắc. Nhưng dẫu sao cũng không thể xử ông, vì không thể ghép hành vi này vào tội danh nào, mặc dù nó gieo ra thảm sự. Cô vợ vì lầm tin lời quan đường của ông mà chuốc phiền treo cổ, nhưng không thể vì vậy mà ghép ông vào tội sát nhân. Bởi thế chúng tôi chỉ nhắc nhở, cảnh cáo ông thôi. Bất ngờ là chưa đầy một tháng, cảnh sát dùng đó báo cho tôi hay ông Lưu đã xảy ra chuyện. Vào một đêm nọ, ông Lưu đến nhà bạn bè nhậu say khướt. Sau khi được dìu về tìm sửa xe của mình rồi, nửa đêm ông bò ra ngoài tìm rượu uống. Ông sờ soạng và vớ được một cái bình đang mơ màng, ông tu liền một ngụm. Nào dè đó không phải là rượu bia mà là bình hóa chất. Loại nước này dùng để sơn động cơ kim loại, độ ấm cực thấp, hễ quét qua rồi thì trong vòng 2 giây là có thể làm đông cứng bất kỳ vật gì. Khi đó ông Lưu ngã xuống ngất đi, may là bên cạnh có người kịp thời chở đi cấp cứu. Lúc bác sĩ khám, phát hiện lưỡi ông bị đông cứng như kết băng. Hóa chất này mà bị ngấm dù ít thì cũng xem như tiêu rồi. Bác sĩ tuyên bố từ nay chẳng những ông Lưu không nói được mà kể cả giòn miệng cũng khó bảo toàn. Sau này xem như ông chỉ có thể ăn uống bằng ống dẫn. Đó là vài câu chuyện về báo ứng mà tôi muốn chia sẻ cùng quý vị. Theo y học, bất kỳ cái chết nào cũng đều do bệnh tật hoặc tổn thương dẫn đến. Cho dù có chết trong phòng ngủ hay qua đời lúc đang say giấc nồng, cũng đều do có bệnh hoặc những nguyên nhân khác. Tôi là đệ tử Phật, cũng là bác sĩ ngành y. Đối với quan điểm khoa học tôi luôn tôn trọng, nhưng tôi vẫn muốn nói rằng tầm nhìn của khoa học luôn bị giới hạn. Mỗi người chúng ta tất nhiên đều sẽ chết, nhưng thời gian chết và cách chết có thống khổ hay không, quả thực có liên quan đến những gì chúng ta làm và luôn chịu ảnh hưởng của nhân quả. Nếu như tôi không biết Phật pháp, khi tiến hành công tác điều tra, tôi cũng sẽ nghĩ đơn giản và kết luận chết là do bị tổn thương, bệnh tật hay phạm tội bị hành quyết, vân vân. Nhưng suốt thời gian tiến hành kiểm tra nhiều vụ án mạng, sau khi phân tích tìm hiểu sâu xa rồi, tôi luôn phát hiện chân lý thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, quả không sai chút nào. Phật pháp nói nghiệp lực chúng sanh không thể lường, rất đúng. Có thể dùng câu này để giải thích vấn đề sinh tử trong cuộc sống ngày thường của chúng ta. Thu Vĩnh, ngày 9 tháng 7 năm 2013. Lời người dịch. Chúng ta thấy rõ, lời nói có thể cứu người và có thể giết người. Ông Lưu sử dụng cái lưỡi của mình để dệt theo, đặt chuyện, lấy đây làm thú tiêu khiển. Không biết làm thế là gieo nhân đại ác, gây họa hại cho ba người trong thôn làng. Nếu cái lưỡi ông còn công năng thì sẽ có thêm nhiều nạn nhân nữa. Do vậy mà nguyên cái lưỡi và cả vòm miệng ông, bộ phận, cơ quan nào có thể gây họa cho thế nhân đều bị triệt.
Hàng ngày xem báo đài, chúng ta thấy đăng tin những thiếu niên lêu lỏng rủ nhau thường lúc đêm khuya lên đứng trên cầu vượt cùng ném đá làm vỡ kính các xe hơi, hoặc ném đá làm vỡ kính đèn tín hiệu ở các trạm hỏa xa, lấy đó làm thú vui tiêu khiển, mà không hề biết đây là những hành vi tự tàn phá phúc báo của mình. Có đôi tay mà không làm ích lợi cho người lại dùng nó để gieo hại, việc ném đá làm vỡ kính đôi khi còn gây thương tích trầm trọng cho người. Thêm nữa, chốt đèn hỏa xa mà hư thì không thể phát tín hiệu, dễ gây tai nạn giao thông thảm khốc cho khách qua đường. Vì vậy, chẳng những tự mình khiến phúc lộc quyền bị sạt, mà người tạo ác ngoài việc sinh vào cõi không lành còn có thể chiêu vời quả báo không tay. Bộ phận hay cơ quan nào làm những việc hữu ích cho người sẽ chiêu cảm quả báo tốt đẹp. Ngược lại, nếu chỉ toàn gieo rắc, gieo đến hiểm nguy thì sẽ bị loại. Tùy theo phúc báo của đương sự mà ác báo trổ mau hay chậm, chứ không phải là không có báo. Chỉ vì thiếu hiểu biết, chẳng được giảng dạy về nhân quả do không am tường, nên người ta mới phạm tội. Cho nên, điều cần thiết là giúp người hiểu rõ nhân quả. Khi đã minh bạch lý này thì không cần có kẻ giám sát, người ta cũng tự động làm những điều có lợi cho mình và tha nhân, tự nguyện dứt ác hành thiện. Ác báo của vu khống theo dệt. Một anh bạn của tôi thuở giờ hay tạo khẩu nghiệp xấu, ưa nói dệt theo, tung tin đồn thất thiệt. Điều này càng gây nguy hại hơn khi anh làm ở lĩnh vực truyền thông. Ngày nọ, đột nhiên anh chạy đến xin lỗi tôi vì 2 năm trước đã viết bài tung lên mạng nhằm gây tai tiếng, scandal tình dục vô căn cứ, gieo hại cho tôi và khách hàng, tạo thành quấy nhiễu vô cùng khốn đốn, khiến bạn bè không dám hợp tác với chúng tôi. Tôi rất muốn biết lý do nào đã khiến anh chịu tu sửa và thay đổi cực lớn như vậy. Anh thành thật kể cho tôi nghe. Sáng tuần trước, anh về miền Nam tham dự tang lễ vợ bác cả là bác Thơm, và sau khi biết rõ chuyện của bác Thơm, anh vô cùng chấn động. Bác Thơm có 2 người con trai, cậu cả giỏi giang ưu tú. Mấy tháng trước, trên đường lái xe về nhà thì bị tai nạn vong thân. Còn cậu út vừa tốt nghiệp đại học, không biết buồn chuyện tình cảm gì đó mà tự thiêu, chết rất thảm. Riêng bác Thơm do bị bệnh ung bướu, phải mổ nơi cổ và lưỡi, không thể nói năng, nằm trên giường lăn lộn đau đớn, chịu đủ mài luyện. Khi bác bệnh đến thời kỳ cuối, mỗi khi há miệng ra, thối tới người người đều muốn nôn, không ai dám đến gần. 2 con trai đã chết hết, giờ tới người mẹ. Trong tang lễ chỉ còn mỗi mình ông chồng là bác cả làm chủ sự, hoàn cảnh thật đáng thương. Sau đó bác hai là em trai bác cả bỏ quê ra đi đã 10 mấy năm, bây giờ dẫn các con trở về, đến giao cho anh cả một tờ di thư là bút tích của vợ bác hai, trong đó có 2 hàng chữ viết bằng máu như thế này: miệng hồng răng trắng, đặt chuyện sằng bậy, hủy danh giết người, ắt phải đoạn tử tuyệt tôn, chết rồi đọa địa ngục cắt lưỡi. Bác cả xem thư xong liền té quỵ xuống và bật khóc to, sau đó hướng em trai dập đầu xin lỗi. 2 anh em ôm nhau cùng khóc. Anh bạn tôi liền hỏi mẹ mình mới biết rõ nguồn cơn. Hồi xưa vợ bác cả vì tranh giành lòng thương của cha mẹ chồng, thầm lo ông bà gia sẽ chi nhiều tài sản cho nhà bác hai vốn ưu tú giỏi giang, nên đã bị chuyện phao tin đồn ác là vợ bác hai tương thông với đồng nghiệp, làm cho ba mẹ chồng hiểu lầm vợ bác hai, giữa phù thề cũng xảy ra lục đục. Vợ bác hai bị hàm oan nên tức giận căm phẫn cực cùng, bà cắt móng tay viết di thư rồi uống thuốc rầy tự sát. Bác hai quá đau lòng, nhưng lúc đó thế lực chị dâu cả quá mạnh, khiến chuyện có thể phân rõ trắng đen. Vì vậy bác hai chưa thể công khai di thư, đành gạt lệ dẫn 2 con trai còn nhỏ đi miền Đông lập nghiệp, nhiều năm không trở về. Mẹ của anh bạn tôi hồi đó cũng hùa theo phát tán tin đồn ác này, phụ họa rêu rao đều xấu khắp thôn. Sau khi thấy quả báo giáng xuống nhà bác Thơm quá thảm, bà rất hãi hùng, lại thêm chứng kiến các con trai mình nhiều năm nay bị viêm thận, bệnh hành khổ sở, vô phương làm việc bình thường. Mẫu thân bạn tôi lúc này vô cùng chấn động, bèn dẫn hết người nhà đến trước bài vị vợ bác hai, khấu đầu như tế sao, cầu xin tha thứ tội ngày xưa. Anh bạn tôi sau khi biết rõ chuyện này rồi, tâm tư cũng bị chấn động chưa từng có. Anh nghĩ mình nhiều năm nay cũng tạo nhiều nghiệp ác khẩu không lành, còn hay viết bài trên mạng gieo rắc tai tiếng, đâm thọc, ly gián hại người, lòng rất ăn năn kinh sợ, hối hận. Cho nên quyết định đến thỉnh cầu những người bị hại, trong số đó có tôi, xin tha thứ, thề từ đây quyết tâm sửa đổi. Mẹ tôi nghe chuyện này rồi liền cảnh báo tôi, khi chọn bạn trăm năm phải hết sức cẩn thận, vì lỡ như cứ nhầm vợ không hiền, đập mồm xấu bụng, phóng túng khẩu nghiệp, ăn nói quàng xiên thì sẽ di họa đến con cháu. Mẹ còn nhắc tôi phải luôn nhớ lời sư Chứng Nghiêm dạy: hãy nói như hoa thơm, đừng nói như rắn độc. Những ai loạn tạo khẩu nghiệp thì xin hãy xem chuyện vợ bác cả mà cảnh giác. Hiện nay bà là tấm gương kinh hoàng cho cả làng. Tôi kể ra câu chuyện này là mong bạn đọc cẩn thận giữ gìn khẩu nghiệp, tránh được sai lầm.